Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu nấu bún ăn với vừa với cua vừa với thịt nạc. Cô không biết là cái món này có ai nấu không mà cô thì cô cứ phần đại cô nấu đại. Bây giờ cô bắt đầu. Đây là hai lạng bột gạo nha các cháu, hai lạng bột gạo. Bây giờ cô bắt đầu nặn cô đem một miếng chanh. Đó, cô nặn lên một miếng chanh. Nếu mà các cháu không có chanh, các cháu bỏ giấm vẫn được. Cái này là tự cô phân ra chứ cô chẳng biết ai có ai làm kiểu này không. Bây giờ cô cho vô đây một miếng dầu ăn. Cô cho vô đây nửa muôi dầu ăn. Và hai lạng nước các cháu ạ. Hai lạng nước, cô chừa lại một ít. Tại vì cô sợ nó nhão, cô chừa lại một ít. Và cô cho đây vô đây một ít muối. Đó. Bây giờ cô bắt đầu. Bắt đầu dùng cái cây này cô xới lên đã. Thì em làm nhiều thì từ từ cô ấy bật bếp. Hôm nay cô làm hai lạng bột thì từ từ cô ấy bếp thôi là nó không kịp, nó vón cục. Các cháu ơi, bây giờ cô thấy cái chảo của cô nó khô khô, cô chế nước thêm vào nè. Đó. Cô chén nước thêm vào, cô vẫn chừa lại một ít và mình phòng khi nó nhão. Bây giờ cô bắt đầu bật bếp lên, mình để lửa nhỏ thôi nha các cháu. Đó, mình để lửa nhỏ thôi và các cháu nhớ đây là chảo trống dính nha. Và cô cũng nhắc cho các cháu một điều như vậy, chảo trống dính thì các cháu làm xong các cháu đừng có đổ nước vào liền. Nếu mà các cháu đổ nước vào liền thì dễ bị hư chảo lắm, nó sẽ chóc lên. Mà nó chóc lên thì ăn rất là độc. Các cháu nhìn cô đảo cái chảo bột này đó. Đó, đảo chảo bột bắt đầu nó sệt sệt lại rồi. Mà nó đông cứng lại thì mình mới nhồi được các cháu ạ. Có một chị nói với cô rằng em hướng dẫn làm thì em không nên mở nhạc, tại vì mở nhạc thì nghe không rõ. Vậy từ nay cô không mở nhạc nữa. Thì cô cũng thấy là rất là đúng. Nhiều khi mở nhạc thì tiếng nhạc nó to, không có lắng tai nghe được. Cháu nhìn nè. Đó. Bột bột của cô nó đông cứng rồi nè. Đó. Nó đông cứng như vậy thì mình mới nhồi được các cháu ạ. Đó, bột bột của cô nè. Tại vì cô quay một mình khó lắm, nhưng cô phải nghiêng cái chảo các cháu thấy. Hôm nay cô làm, cô ăn hai bữa luôn. Cô thích ăn bún lắm. Đó, các cháu nhìn này đó, bột của cô nó cứng lại rồi nè. Cứng lại như vậy làm lát mình mới nhồi được. Bây giờ cục bột của cô đã đông cứng rồi nè. Đó, bây giờ cô bắt đầu tắt bếp để cô nhồi bột nè. Bây giờ cô đổ vào đây là 40g bột năng. Hôm nay á là cô làm hai lạng bột, cô lấy cho 40g bột năng. Các cháu dùng cái chảo chống dính này là các cháu đừng có dùng cây bằng nhôm nhé. Cây bằng nhôm là chảo sẽ hư. Các cháu dùng cái cây bằng gỗ giống như cô này nè. Đó, các cháu ơi, bây giờ thì cô có thể đổ cái chảo bột này ra, cái chảo này cô nhồi cho khỏi nóng tay nhá. Và các cháu cầm cái cục bột như này nè, các cháu vét cái chảo xuống như này nè, đó vét cho sạch. Các cháu nhớ là đừng có nhúng nước vô, đổ nước vào đây liền nhá. Đổ nước vào đây liền là chảo nó sẽ bị hư, nó bị chóc. Bây giờ thì cô bắt đầu nhồi bột các cháu ạ. Đó, cô nhồi bột. Mình dùng hai tay rồi mình nhồi này. Các cháu biết không, bột càng dẻo, càng dai bao nhiêu thì bánh canh với bún nó càng mềm mà ngon bấy nhiêu. Các cháu ơi, trong khi cô nhồi bột thì cô bắt bếp nước lên để lát nữa cô có nước cô luộc bột nhá.
Đó, trong khi cô nhồi bột thì cô bắt bếp lên để đánh nước cô nhồi bột. À, cô có nước luộc bột, cô nước lột. Các cháu ơi, trong khi cô chờ đợi nồi nước luộc bún thì cô bắt đầu đi nấu nồi nước lèo. Bây giờ cô bắt đầu đổ vào đây một chút dầu ăn. Đó, một chút dầu ăn thôi, mình ăn ít dầu ăn thôi. Cô bật bếp lên. Hồi nãy cô quên cô đặt nồi nước, bây giờ chờ phải chờ nồi nước. Bây giờ cô bắt đầu đổ hành tỏi vô phi các cháu ạ. Đó, cô đổ hành tỏi vô phi. Cô để lửa nhỏ thôi. Bây giờ hành tỏi của cô thơm rồi, cô bắt đầu đổ thịt khô xào. Hồi nãy cô quên cô giới thiệu các cháu là cái thịt nạc này nè, cô đã bằm và cô đã ướp hành tỏi hết rồi. Hành tỏi bột ngọt ướp hết rồi, bây giờ cô xào. Cô xào để cô nấu cho nó thơm. Đó, cô xào rồi. Bây giờ thịt cô đã thơm rồi các cháu ạ, ta bắt đầu đổ cà chua vào. Cháu ơi, đây là cô xào thịt với cà chua nè. Đã được rồi. Giờ cô bắt đầu tắt bếp. Các cháu ơi, cô giờ cô bắt đầu đi lọc cua các cháu. Đó, cô lọc cua. Giờ cô bắt đầu đi lọc cua. Đó, mình lọc từ với các cháu ạ, đó. Bây giờ thì cô có thể bật bếp lên rồi, đó. Coi như là cô nấu 10.000 cua với lại 7.000 thịt nạc. Cô ăn hai bữa luôn. Đó, cô đọc cua. Không biết là có ai làm món này không mà cô phân đại ra, các cháu đừng có cười cô nhé. Cháu ơi, bây giờ cái nồi cua và thịt của cô nó đã chín rồi, cô bắt đầu nêm thử xem nó vừa chưa nhá. Vẫn còn nhạt, bây giờ cô cho vô đây một ít bột ngọt nè. Muối nè. Ít bột nêm. Và một ít đường. Đó. Các cháu ơi, bây giờ nồi của cô nó vừa ăn lắm rồi, cô sắp vào đây hai quả ớt để nhìn cho nó hấp dẫn một tí. Đó. Đó, cô sắp vào hai quả ớt. Và cô cho thêm một miếng tiêu cho nó thơm. Bây giờ nồi nước lèo của cô xong rồi, cô bắt đầu luộc bún. Các cháu ơi, bây giờ nồi nước của cô sôi rồi, cô bắt đầu đi luộc bún. Cô nặn vô trong nồi nước một miếng chanh.
Vậy là 2 lạng 4 cô làm hết một quả chanh các cháu ạ. À. Đó. 2 lạng 4 cô làm hết một quả chanh. Nửa quả vô bột và nửa quả vô nước luộc bột. Rồi hôm nay á là cô làm bún á thì là cô để cái mặt sàn nhỏ vậy này nè. Hôm qua mặt sàn to nên mặt sàn nhỏ. Bây giờ cô bắt đầu bỏ cục bột vào trong cái khuôn này các cháu ạ. À. Đó. Hôm nay cô làm nhiều, cô phải luộc, cô phải nhồi làm 2 lần, cô phải bắt làm 2 lần. Bây giờ cô bắt đầu đi bắt bún vào trong nồi. Cái bếp của cô nó cao quá, khó làm. Bây giờ cô dùng dao gạt cái này xuống. Rồi cô quậy quậy như vậy cho nó rời bún ra. Bây giờ cô bắt đầu đi vớt bún ra các cháu ạ. À. Nó nổi rồi cô vớt ra. Bây giờ cô tiếp tục bỏ cục bột thứ hai vào. Và cô bắt đầu vặn bún tiếp các cháu ạ. À. Bây giờ thì cô bắt đầu gạt cục bột về cho nó rớt xuống. Đó. Và cô dùng đũa khẩy cho nó rời ra. Cháu nhìn nè, bún của cô nó nổi hết rồi nè. Vậy là bún đã chín rồi. Cô bắt đầu tắt bếp. Bây giờ thì cô vớt bún ra cái rổ này để cho nó nguội các cháu ạ. À. Đó. Tiếp tục cô đổ sang cái tô nước này. Rồi bây giờ cô lại đổ sang cái tô nước này. Đó, cho nó nguội bún. Các cháu ơi, cô bây giờ cô bắt đầu đi ăn bún. Đó, cô múc nước lèo rồi cô ăn bún. Đây là nước lèo của cô này đó. Cô ăn bún. Đó, nhìn hấp dẫn không? Cô tắt bếp nè. Cô múc nước lèo đó, cô ăn bún. Còn một ít cô để đến chiều cô ăn. Cô cho ít hành lá vào đây. Các cháu nhìn nè, một tô bún rất là hấp dẫn. Đó, một tô bún rất là hấp dẫn. Bún này là cô tự phang ra nha, chứ chẳng biết có ai nấu kiểu này, cô không biết nữa. Đó. Đó, nhìn nè, một tô bún rất là hấp dẫn. Đó. Bún này là cô tự phang ra. Còn không biết ai nấu kiểu này thì cô cũng chẳng biết nữa. Xin chào các bạn, xin chào các cháu, chúc các cháu thành công. Bây giờ cô bắt đầu đi ăn bún. À quên các cháu ơi, cô 2 lạng nước, cô còn như đây nước nè. Cô 2 lạng nước cô đổ, cô bột còn như đây nước nè. Và cô cân 2 lạng bột gạo và 40g bột năng, cô được 60g bún. À 6 lạng bún. Giờ cô ăn thử, còn mấy phút nữa cô ăn thử xem. Cô sợ hết giờ quá.